Ba nguyên tắc làm người khắc cốt ghi tâm giúp thọ ích cả đời. Quý vị thân mến, làm người thắng ở nhân cách, thua ở toan tính. Một cuộc sống tốt, thành công viên mãn không tự nhiên sinh ra, cũng không phải tranh đoạt mà có được. Con người sống trên đời nhất định phải bám vào ba nguyên tắc sau. Chỉ cần đánh mất một, cuộc sống đã dần trở nên vô nghĩa. 1. Dù cám dỗ lớn đến đâu, cũng không thể đánh mất lương tâm. Trong cuộc sống, cám dỗ ở khắp mọi nơi, tham vọng đẩy con người tiến lên, đồng thời cũng có thể khiến con người rơi xuống vực thẳm. Trước lợi ích, con người cần giữ vững lý trí, dù bị cám dỗ đến đâu cũng không được đánh mất lương tâm, làm những việc vi phạm nhân, nghĩa, đạo đức. Người sống tốt bụng, lương thiện sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, còn người hành động xấu xa sẽ gánh chịu hậu quả. Có một câu chuyện thế này, Triệu Thăng và Triệu Tam hẹn nhau đi thuyền đến vùng khác để kinh doanh. Nhưng trước khi trời sáng, Triệu Tam đã đến trước nên anh ta lên thuyền đợi. Người lái đò rất tham tiền, thấy anh ta ngủ say nên lấy hết đồ đạc trên người. Sau đó chèo thuyền đến chỗ vắng, dìm chết Triệu Tam, rồi lại chèo thuyền trở về chỗ cũ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Trời đã rạng sáng, Triệu Thăng đã đến nơi mà không thấy Triệu Tam đâu. Bèn sai người chèo thuyền đến nhà Triệu Tam để hỏi. Sau nhiều ngày, vợ của Triệu Tam và Triệu Thăng tìm kiếm mãi nhưng không thấy ai nên đã báo cảnh sát. Sau khi điều tra, đã phát hiện ra tội ác của người chèo thuyền. Người chèo thuyền không còn cách nào khác phải nhận tội. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Kẻ mưu cầu phú quý, vì lòng tham mà hành động gian ác, cuối cùng sẽ gặp quả báo. Sống trên đời, trước những ham muốn và cám dỗ, chỉ những ai thỏa mãn được nhu cầu của mình bằng năng lực thực sự mới có thể vượt lên và tiến xa hơn. 2. Dù khó khăn đến đâu cũng không quên ơn nghĩa. Như câu nói, tiền không phải là tất cả, nhưng không thể sống mà không có tiền. Trong cuộc sống, hầu hết mọi người đều theo câu nói này và rất coi trọng đồng tiền. Người thật sự giàu có, giỏi giang, họ sẽ làm giàu một cách đàng hoàng. Ngược lại, một số người khác lại cho rằng quá trình kiếm tiền không quan trọng, mà quan trọng là kết quả. Vì vậy, họ sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình. Họ rất muốn làm giàu chỉ sau một đêm và xem thường những người chăm chỉ và thực tế. Không những thế, họ luôn dùng chiêu bài hữu nghị để vay tiền của người khác để đầu tư rầm rộ. Bất kể thành công hay thất bại, một khi tiền đã ở trong tay họ, cùng với cái gọi là tình bạn, đều vô ích. Một người như vậy thường không muốn trả nợ, vô ơn và đã đánh mất lương tâm từ lâu. Họ không tính đến việc những người cho họ vay tiền là những người bạn thật sự quan tâm đến họ. Để có được lòng tin của một người, thường phải mất một thời gian dài để duy trì nó một cách chân thành, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để phá hủy nó. Trong cuộc sống, sẽ có lúc không như ý, và sống sao phải đạo, có nợ phải trả, nhận ân huệ phải đền đáp, chính là chừa lối thoát cho chính mình. 3. Tuyệt đối không mưu mô vì lợi ích của bản thân mà động đến lợi ích của người khác. Đời người ngắn ngủi, có
Có người giữa đau khổ có trái tim nhân hậu, có người lại chọn cách sống quỷ quyệt, xảo quyệt để được hưởng lợi cho mình. Lý Lâm Phủ, tể tướng thời Đường Huyền Tông, là một người nham hiểm và xảo quyệt. Đối mặt với những người mà hoàng đế xem trọng, ông ta sẽ tâng bốc, xu nịnh. Đối với những người tài có khả năng thay thế vị trí của ông ta, Lý Lâm Phủ thường tìm cách hãm hại họ. Một ngày nọ, hoàng đế đột nhiên hỏi Lý Lâm Phủ: "Nghiêm Đình Chi là một người có tài, hiện ông ấy đang ở đâu?" Nghe những gì hoàng đế nói, Lý Lâm Phủ sợ Nghiêm Đình Chi sẽ được sử dụng lại để thay thế mình. Vì vậy, anh ta nói với em trai của Nghiêm Đình Chi: "Hoàng thượng rất coi trọng ca ca ngươi, ngươi làm sao không để cho ca ca ngươi viết thư nói bệnh nặng, xin trở về kinh chữa trị, như vậy mới có thể trở về được hoàng thượng trọng dụng." Sau khi nhận được thư của người em, Nghiêm Đình Chi viết một tờ biểu tấu xin hoàng thượng cho về kinh để chữa bệnh. Lý Lâm Phủ thấy Nghiêm Đình Chi trúng kế, mang tờ biểu dâng lên hoàng thượng, nói: "Thật đáng tiếc, Nghiêm Đình Chi giờ tuổi cao sức yếu, lại đang bị bệnh, nên giao cho chức quan nhàn để con chữa bệnh." Hoàng thượng tin đó là sự thật, nên đã giao cho Nghiêm Đình Chi một công việc nhàn rỗi và đến Lạc Dương để hồi phục sức khỏe. Lý Lâm Phủ là tể tướng tại nhiệm lâu nhất dưới thời Đường Huyền Tông, nhưng với dã tâm thâm độc, ông ta đã gây ra hỗn loạn trong triều đình. Người đang làm, trời đang nhìn. Lý Lâm Phủ sau đó chết bệnh, nhà cửa bị lục soát, con cháu cũng bị đày ải. Làm người, điều tối kỵ nhất chính là dùng đủ mọi cách để đạt được lợi ích cho bản thân bằng cách làm hại đến người khác. Rồi cuối cùng, bạn sẽ phải trả giá cho sự ích kỷ. Làm người là phải có lòng trắc ẩn. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta không được vì đạt được hạnh phúc của mình mà khiến người khác đau khổ. Làm người thì phải có nguyên tắc, không được đánh mất lợi ích của mình, nhưng cũng không được động đến lợi ích của người khác. Một người khi đánh mất đi chỉ một trong ba nguyên tắc mấu chốt trên, cuộc sống của họ sẽ dần trở nên vô nghĩa. Con người sống trên đời, nhân cách tốt chính là lá bài giúp chúng ta chiến thắng, có một cuộc đời thành công. Ở đời nên nhớ rằng, người càng toan tính càng thiệt thân, người vô ưu tưởng như là ngốc mới chính là người hưởng phúc. Đời người càng tranh giành càng mất đi, càng vô ưu không toan tính càng hưởng phúc. Vào triều đại nhà Tống, Lý Sĩ Hành đảm nhận chức vụ tại Viện Hàn Lâm. Trong một lần ông phụng mệnh triều đình đi sứ sang Triều Tiên, có võ tướng Dư Anh theo cùng làm phụ tá. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Lý Sĩ Hành hoàn toàn không quan tâm để ý đến những vật phẩm mà Triều Tiên biếu tặng. Ông ủy thác lại tất cả cho Dư Anh xử lý. Lúc lên thuyền trở về nước, Dư Anh thấy đáy thuyền có chỗ bị thấm nước, nên lo lắng rằng những thứ vật phẩm của mình sẽ bị ẩm ướt hết. Thế là ông bèn lấy toàn bộ tơ lụa gấm vóc của Lý Sĩ Hành được tặng, đem lót ở đáy thuyền. Sau đó đặt những thứ của mình lên trên để tránh bị ẩm ướt. Khi thuyền đã ra giữa biển khơi rộng lớn, thì đột nhiên sóng gió nổi lên, như thể muốn nhấn chìm con thuyền của họ. Lúc ấy con thuyền lại quá nặng, nên tình hình lại càng trở nên nguy cấp hơn. Không còn cách nào khác, thuyền trưởng vội vàng thỉnh cầu Dư Anh vứt bỏ những vật phẩm đó đi để thuyền nhẹ bớt. Nếu không thì thuyền lật, mọi người sẽ bị chết. Dư Anh lúc này vô cùng hoảng loạn, liền vội vàng vơ những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển.
Khi số vật phẩm bị ném xuống nước ước chừng khoảng một nửa, thì sóng gió ngừng lại, thuyền cũng ổn định lại và họ đã thoát nạn. Về sau, Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm còn lại trên thuyền, thì mới phát hiện những thứ ném xuống biển toàn bộ đều là những vật phẩm của mình. Những tặng phẩm của Lý Sĩ Hành bởi vì chất đống ở dưới đáy thuyền để lót, cho nên hoàn toàn không bị mất mát chút nào, chỉ bị ướt một chút mà thôi. Đối với những thứ tặng phẩm ấy, hai người họ đã có hai loại thái độ không hề giống nhau. Lý Sĩ Hành bởi không quan tâm chú ý, kết quả hoàn toàn chẳng bị mất mát gì. Còn Dư Anh thì hết sức để ý và kết quả lại hoàn toàn chẳng được gì. Kỳ thực, sự việc phát sinh ra hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Lý Sĩ Hành được là bởi vì ông bình thường xem nhẹ, không màng danh lợi và làm người chính trực. Dư Anh mất chính là bởi vì ông ta quá mê chuộng tài vật, tính toán, làm người không phúc hậu. Cảnh giới tư tưởng của hai người họ là bất đồng, nên làm việc sẽ sinh ra kết quả bất đồng. Thường thiện phạt ác, hết thảy đều được thiên lý suy xét. Cuộc sống không tranh giành ganh đua, không phải là ngốc nghếch, đó chính là hành động của những người có phúc. Con người một khi sống mà ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người khác thì ắt hẳn sống sẽ rất mệt mỏi. Sống trên đời này đừng nghĩ rằng mọi việc phải mang ra tranh đua cao thấp. Một số thứ trong đời không phải cứ tranh mà có được, mà nếu được rồi cũng chưa hẳn đã vui. Người khác có sự huy hoàng của họ và bạn cũng có sự tốt đẹp sáng lạn của chính mình. Thế giới này đầy rẫy những hỗn tạp, tranh chấp, cướp đoạt, đố kỵ, oán hận và mưu mô, tựa chung cũng chỉ vì một chữ tranh. Tranh nhau ngoài sáng, âm thầm đấu đá trong tối, tranh để có được cái lợi lớn nhất, từ lớn đến nhỏ. Hôm nay tranh, ngày mai tranh, anh tranh, tôi tranh. Tranh đến tranh đi, gà bay chó sủa. Người ngã, ngựa đổ, cho đến cuối cùng lại trở về với cát bụi. Thoát khỏi hồng trần, chỉ còn lại lòng ích kỷ và đố kỵ thôi. Nếu như nghĩ thoáng một chút, không tranh với đời, xem nhẹ cái được mất, hạ thấp mục tiêu xuống và xem nhẹ danh lợi, biết suy nghĩ cho người khác thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong cuộc sống có rất nhiều lý do để không tranh, nhưng chỉ vì cái dục vọng cá nhân như rắn núp trong bụi cỏ không ngừng gặm nhấm trái tim con người. Nếu như bớt tranh một chút, xem thấu sự vật thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. Và bạn sẽ thấy rằng ai ai cũng bao dung, thế giới sẽ rộng lớn. Cũng chính vì lẽ đó, nụ cười sẽ rạng ngời, nắm tay vững bền, lễ phép với mọi người sẽ chân thành hơn, nhiệt tình hơn, tình hữu nghị bền chặt hơn, bạn bè nhiều lên, tình thâm ý dày, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Người không tranh giành không phải người ngốc, mà là người có phúc. Buông lơi, bình thản sống giữa đời người. Con người sống ở đời, sở dĩ luôn mệt mỏi là vì quá tham lam và tính toán. Sở dĩ trong cuộc sống của chúng ta luôn cảm thấy không đủ, không vui vẻ hạnh phúc là bởi vì tham lam và toan tính quá nhiều. Hãy dũng cảm buông bỏ những gì cần bỏ, thản nhiên đối mặt với tất cả. Có như vậy, bạn mới cảm thấy an nhiên, tự tại. Cổ nhân thường nói, thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm linh mệt mỏi. Sống trong đời thường,
ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn, mệt mỏi do bản thân mình và do liên lụy từ người khác gây ra. Mỗi người có một cách nhìn cuộc sống khác nhau. Có người luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Những người đó không phải là người không có chí tiến thân, mà là bản thân họ cho đó là đủ. Ngược lại, có người lại xem trọng tiền tài, vật chất. Họ kiếm tiền bằng mọi giá. Vì kiếm tiền mà họ luôn tính toán thiệt hơn, ngay cả với người thân. Người tính toán thường ích kỷ, nhỏ nhen, không có được sự bình tĩnh, thường bị dằn vặt bởi những việc chi li. Họ sẽ không thể đạt được sự cân bằng và có được cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống. Người tính toán là người quá ham muốn, tham lam. Họ chưa bao giờ biết đủ. Sống toan tính sẽ làm cho con người không thể vui vẻ, hạnh phúc. Có một câu chuyện kể rằng, một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ. Khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà quá là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc. Mặc dù không biết tung tích của vị thiền sư, quán nghèo thưa thớt khách, không có tiền, nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông. Hơn 3 tháng ròng, vị thiền sư mới bình phục. Cảm động ân tình của bà chủ quán, vị thiền sư trước khi rời đi dành 1 tuần liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà quá tiện dùng nước, không phải ra tận suối để gánh nữa. Không ngờ, từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào để pha trà bán, trà của bà quá có mùi thơm thật đặc biệt và vị của trà cũng rất ngon. Ai uống một lần cũng phải quay lại. Tiếng lành đồn xa, quán trà của bà quá khách đến đông nườm nượp. Người đàn bà quá trở nên giàu có từ đó. Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé qua quán để thăm lại ân nhân của mình. Thấy cơ ngơi khang trang, vị thiền sư rất mừng cho bà quá. Khi hỏi về giếng nước, bà quá than phiền với thiền sư. Giếng nước này tốt lắm, có điều nước cạn liên tục, vài ngày mới lại đầy, nên tôi chẳng bao giờ đủ để bán cho khách. Vị thiền sư nghe xong lắc đầu nói, không tốn kém gì cả. Từ nguồn nước trời cho, rồi kiếm ra nhiều tiền, mà bà vẫn không thấy hài lòng ư? Ông viết lên tường một câu, trời đất bao la, nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế. Rồi lặng lặng quay đi, và không bao giờ quay trở lại quán nữa. Giếng nước từ ấy cũng cạn dần. Lòng tham, ví như một liều thuốc độc, nó có thể bào mòn tâm trí con người. Càng tham lại càng ham muốn, càng không biết đủ. Đến khi mất hết tất cả, sống phí cả một đời người để theo đuổi những điều hư vô. Cuối cùng nhận ra mình sống thật khổ thì đã quá muộn. Các chuyên gia nghiên cứu cho thấy trên 90% người tính toán đều mắc bệnh tâm lý. Những người này, thời gian và mức độ cảm giác thống khổ đều gấp nhiều lần những người không giỏi tính toán. Nói cách khác, tuy họ giỏi tính toán, nhưng lại không có những ngày vui vẻ. Biết đủ, biết dừng lại đúng lúc, chúng ta mới có thể kiềm chế được ham muốn của bản thân, đứng vững trong cuộc đời, không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền bạc. Không có nghĩa người đó là kẻ ngốc nghếch, mà đó là người có trí tuệ. Tranh giành chỉ làm cho người khác cũng như bản thân chúng ta bị tổn thương mà thôi. Chúng ta sống là để yêu thương, trân quý những gì đang hiện hữu quanh mình. Vì vậy, sống đừng nên quá tham lam,
so đo, tính toán, phải biết trầm tĩnh, nghĩ suy, không bon chen, xem thường danh lợi, mở rộng tấm lòng, sống bao dung với người khác, không suy tính thiệt hơn nhiều quá, cũng đừng hẹp hòi ích kỷ, cứ rộng rãi cho đi, chúng ta có thể nhận về nhiều hơn thế. Người hiểu rõ nhất về bản thân, vĩnh viễn chỉ có bản thân mình. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, vui vẻ cũng là sống qua một ngày, phiền muộn cũng là sống qua một ngày. Vậy vì sao không để bản thân sống từng ngày vui vẻ, hạnh phúc